Xác định công tác vệ sinh môi trường có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành quận môi trường. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo các chi hội thành lập và nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo cán bộ hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, mô hình phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng quỹ hội, góp phần bảo vệ môi trường là một trong những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Đã thành thói quen, cứ vào mỗi sáng chủ nhật giữa tháng và cuối tháng, các chị em trong chi hội 7 Hòa Thọ Tây cùng nhau đi đến từng nhà, vận động cán bộ hội viên và nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình. Đối với rác thải hữu cơ, thì ngoài cách xử lý là chôn lấp, các hộ gia đình đã tận dụng làm phân bón cho cây trồng. Rác tái chế gồm chai, lọ nhựa, giấy, kim loại được bỏ riêng về điểm tập kết để bán cho những người thu mua ve chai. Còn đối với rác thải vô cơ gồm đất đá, túi ni lông được tập kết lại rồi chờ xe thu gom rác của công ty môi trường quận đến đưa đi xử lý. Điều đáng nói là việc triển khai thực hiện mô hình đều dựa trên tinh thần tự nguyện, ý thức tự giác của các hộ dân. Tranh thủ là coi như chị em phụ nữ là coi như họp là thống nhất cái tiền này đưa vào cái quỹ cộng đồng, là các chị làm rất là tốt. Thu cho trợ lái nào cái lồng bia này mà lồng là 180 cái lồng đèn mà cái lồng bia này là đi phớt từng nhà cho các em. Cái tình cảm đó rất là đón quý mà trang trọng ghê lắm. Còn tại chi hội 4 Hòa Thọ Tây, thay vì phát túi giấy cho các hộ gia đình tự phân loại tại nhà, các chị đã sử dụng xe đẩy kết hợp với pano, hình ảnh tuyên truyền trực quan sinh động, nhắc nhở mọi người cùng nhau ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Mỗi chi hội một cách làm rất riêng, rất mới, nhưng các chị vẫn giữ một niềm đam mê chung vô cùng trân quý. Đó là cùng chung tay vì cộng đồng. Chị em rất là nhiệt tình, chị em phải sắp xếp gia đình, chăm lo cho cuộc sống ổn định và người ra là có phong trào đi rất là hưởng ứng. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì nhân rộng mô hình mái nhà xanh, là tích cực là sử dụng túi sinh thái để góp phần bảo vệ môi trường. Có thể thấy việc phân loại rác tại nguồn không chỉ mang lại lợi ích bảo vệ môi trường, giảm nguồn rác thải nhựa, mà hoạt động này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là tạo nguồn thu tiết kiệm để xây dựng quỹ an sinh xã hội giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hy vọng rằng thời gian đến, mô hình phân loại rác thải tại nhà của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển và triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, chung tay cùng chính quyền thành phố trong công tác bảo vệ môi trường.